Thưa quý vị, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng vừa có thông báo về việc chuyển cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sóc Trăng sẽ chuyển cấp độ dịch từ nguy cơ thấp vùng xanh sang cấp độ nguy cơ trung bình vùng vàng kể từ 12 giờ ngày mai 2 tháng 11. Theo đó, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có 79 xã ở cấp độ nguy cơ thấp vùng xanh, 20 xã nguy cơ trung bình vùng vàng và 10 xã nguy cơ cao vùng cam. Đối với cấp huyện, có 2 đơn vị vùng xanh, 8 đơn vị vùng vàng và 1 đơn vị vùng cam. Tỉnh Sóc Trăng cũng đang đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine cho người dân. Đến hết ngày 31 tháng 10, tỷ lệ dân số trên 18 tuổi được tiêm ít nhất một mũi đã đạt 84,3% và tiêm cả hai mũi đạt 16,34%.